Điều đặc biệt nhất tại sự kiện Apple vừa qua đó là toàn bộ event được quay bằng chiếc iPhone 15 Pro. Và đặc biệt hơn nữa là nguyên giả setup được giữ nguyên như khi sử dụng những hệ thống camera chuyên nghiệp, từ ánh sáng, số lượng màn hình, các thiết bị hỗ trợ ghi hình hay là số lượng nhân sự. Tất cả không hề có bất kỳ một chút thay đổi gì cả, chỉ để phục vụ cho chiếc iPhone 15 Pro này mà thôi. Và điều mà Apple muốn truyền tải tới người xem ấy đó là đây, iPhone 15 Pro mới nhất của chúng tôi đấy. Các bạn hãy cùng xem rằng là giới hạn của nó làm được những gì nhá. Và cuối sự kiện thì Apple cũng có upload video behind the scene chia sẻ qua về cái cách mà họ đã sử dụng chiếc iPhone 15 Pro để mà quay sự kiện như thế nào. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng reaction và phân tích video này để xem rằng là nó có gì thú vị nhá. Ok, bắt đầu video nhá. Đây là cảnh đầu tiên trong sự kiện và cũng là cảnh mà mình thấy rằng là ấn tượng nhất. Mình thấy rằng là mọi event trước đây thì Apple đều chia sẻ trong một quang cảnh rất là thoáng đãng, không khí trong lành mát mẻ. Còn sự kiện lần này thì Apple quay tối, nó vừa thể hiện được cảm giác của ngày hội Halloween. Nhưng mà mình nghĩ rằng ý đồ quan trọng hơn ấy, đó là nó thể hiện sức mạnh của hệ thống camera trên chiếc iPhone 15 Pro mới nhất, là quay thiếu sáng là nó tốt như nào. Và không gian tối nó cũng gợi lên một cái cảm giác gì đó mạnh mẽ, đúng chất của chiếc MacBook Pro. Cái này đúng kiểu là một mũi tên trúng ba đích luôn nhỉ. Thực ra nếu như mà các bạn để ý kỹ vào sàn gạch hay là các chi tiết xung quanh ấy, các bạn sẽ thấy rằng nó không được trong và sắc nét lắm đâu. Điện thoại thì nó vẫn là điện thoại mà thôi. Nhưng mà do những cảnh quay này đã được chỉnh màu theo dạng là hơi cinematic đi một chút nên là nó vẫn làm tăng chiều sâu của cảnh quay lên rất là nhiều. Good evening and welcome to Apple Park. Đây. Cảnh này thì anh em sẽ nhìn sơ qua được dàn máy mà Apple sử dụng và không gian xung quanh. Tức là quay thì vẫn là quay tối nhé, nhưng mà ánh sáng thì vẫn đầy đủ, rồi cả hệ thống cần câu y như là một hệ thống của một setup chuyên nghiệp vậy. Tức là nó không bị cắt bớt đi bất kỳ một cái yếu tố nào cả, chỉ thay đúng cái camera chuyên nghiệp bằng chiếc iPhone 15 Pro siêu nhỏ mà thôi. Còn riêng cái đèn này thì theo như mà chúng mình tìm hiểu ấy, thì nó có vẻ là một loại của Arri, có mức giá lên đến là 26.000 đô. Tính 4 cái đèn này thì tính ra là 2,5 tỷ, chưa kể là còn đèn trần nữa nhá, 2,5 tỷ, 3 tỷ, dã man. Đây, đây là một cảnh cận hơn. iPhone 15 Pro được cho vào một cái khung, và cái khung này lại được đặt bên trong một cái dàn setup khác. Ở đây thì anh em cũng sẽ thấy rằng là cái sợi cáp USB-C chắc chắn là để kết nối với cả box SSD rồi. Đây cũng là một tính năng mới mà chỉ có trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max nhá. Anh em cứ cắm ổ cứng rời và quay ở chế độ Pro Video thì máy nó sẽ tự động lưu video trực tiếp lên ổ cứng. Ngoài ra đây cổng USB-C nó cũng sẽ có thể xuất được hình ảnh và sạc nữa này. Đây, cảnh này cho thấy các thiết bị ở mặt sau. Thì ở đây mình chỉ nhìn thấy loại pin Atom B, chắc là cũng kết nối với cả iPhone rồi, chứ còn để riêng mỗi chiếc iPhone 15 Pro hay là ngay cả iPhone 15 Pro Max ấy thì quay tí là cũng hết pin mà. Có thể là Apple sử dụng một cái loại hub nào đó, Apple xuất từ cái cổng C qua hub, rồi từ hub đó để mà sạc này, để mà cắm ra box SSD này, để mà vừa xuất hình ảnh được luôn. Còn ở đây thì cũng có rất là nhiều anten nhá. Còn cái cần cẩu này thì anh em nhớ cái cảnh mà liêm một phát từ bên ngoài vào không? Thì bắt buộc phải sử dụng những loại cần cẩu full size thì mới quay được những cái cảnh như vậy. Tiếp nhá. When I heard that we were going to be shooting this Apple event on iPhone, I would, yeah, it was kind of course. Apple suggested that they're going to shoot the keynote on the iPhone 15 Pro. I thought it was the perfect place to showcase it. I agreed. Apple dùng Premiere Pro này anh em này. Ảo nhé. Đang lý ra ở một sự kiện này thì Apple phải sử dụng phần mềm của mình là Final Cut chứ nhỉ? Alright, here we go, lock it up. This event being shot on a tiny little iPhone, USB-C out. USB-C. Powering 50 monitors and... 50 màn hình á? Ui. Anh em nhìn cái dàn setup này. 50 màn hình. Mình có nghe nhầm không ấy nhỉ? On a tiny little iPhone, USB-C out, powering 50 monitors. 50 màn hình. À, thực ra thì xuất ra 50 màn hình là hoàn toàn khả thi nhá. Vì các bạn có nhớ cái hệ thống anten lúc nãy không ạ? Thì mình đoán ra đây là loại anten giúp truyền hình ảnh từ iPhone lên các hệ thống máy tính xung quanh để mà mọi người có thể nhìn rõ cảnh quay đó trông như thế nào. À, đây là cách thức cũng rất là phổ biến thôi, vì một setup chuyên nghiệp như này thì không ai lại đi dùng dây dợ cắm lên đến là 50 màn hình đúng không ạ? Thì mình đoán là iPhone 15 Pro nó sẽ được xuất hình ảnh vào một cái hệ thống transmitter. Tức là mấy cái anten lúc nãy. Rồi hệ thống này nó sẽ truyền hình ảnh qua các màn hình ở xung quanh. Những cái thiết bị như vậy thì nó cũng rất là phổ biến ở trong cái việc là production rồi.
Yep. And it's going off without skipping a beat. One of the most exciting and interesting things to see is like how not different. Uff. Đây, anh em thấy rằng đội ngũ nhân sự hùng hậu đứng sau để đảm bảo rằng những shot quay nó được thực hiện một cách chỉnh chu nhất. Và từ nãy đến giờ ấy thì các bạn cũng có thể thấy rằng là toàn bộ đội ngũ nhân sự vẫn đều được giữ nguyên. Giám đốc thì mình thấy rằng là của mấy công ty rồi đấy. Rồi hai pro workflow, một người chuyên về video, một người là chỉnh bảo và kỹ xảo đến từ Apple này. Còn ở đây thì cả 100 người. Đấy, tất cả chỉ để phục vụ cho chiếc iPhone 15 Pro này mà thôi. Dừng lại một chút nhé, vì mình muốn cảm ơn Shop Đăng đã đồng hành với cả ThinkView trong video ngày hôm nay. Shop Đăng là đại lý ủy quyền của Apple và chỉ chuyên các sản phẩm của Apple mà thôi. Nên là ở đây thì luôn đủ loại và các sản phẩm đều được trưng bày cho khách hàng thoải mái trải nghiệm trước khi đi mua hàng. Bảo hành thì cũng rất là nhanh. Và nếu như mà các bạn có nhu cầu mua iPhone 15 series thì Shop Đăng đang có chương trình khuyến mãi với mức giá từ 19 triệu đi kèm giảm 1 triệu thông qua cổng thanh toán nha. Rồi trả góp 0% và chương trình thu cũ đổi mới trợ giá lên đến là 1 triệu rưỡi. Và mọi thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mức giá mới nhất thì mình sẽ để đường link phía dưới phần mô tả để mà cho các bạn tham khảo kỹ hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. It's been on set. This whole đèn này, anh em thấy không? Dàn setup nó vẫn rất là chuyên nghiệp luôn. East was low light and low light is a little bit more sự kiện quay rất là tối. Tuy nhiên thì cái cách setup của Apple ấy tối nhưng mà nó vẫn có mức độ tương phản chứ nó không bị nhập nhờ. Và cái cảnh nào mà có mức độ tương phản càng gắt ấy thì cái nước ảnh cho ra nó lại càng nét hơn. And we nailed that. We're able to get the same complex shots on such a small device. Setup cực kỳ là chuyên nghiệp luôn, bốn đèn này. Similar to how we would do. Gọi là dàn điều khiển. Any traditional camera. We're on cranes, dollies, drone shots. Drone's going up. We've really supercharged it all by having the ability. Đây, cảnh này cận hơn về phần mềm mà Apple đã sử dụng để mà quay video. Thì đây là phần mềm Blackmagic và cũng là app quay video chuyên nghiệp nhất ở trên iPhone hiện nay. Nó hoàn toàn là miễn phí nhá. Và các bạn có thể download về để mà trải nghiệm xem rằng là nó có gì hay. Tiếp nào. Go to an external drop. Đấy, cắm ra rất là nhiều ổ cứng ở bên ngoài. With USB-C and Apple Lock. Apple Lock. Thì về định dạng quay thì Apple sử dụng Apple Lock. Thì ở đây cũng là định dạng mới ở trên iPhone 15 Pro. Nó giúp giữ được nhiều data hơn này. Hay là giải dynamic range nó cũng sẽ lớn hơn rất là nhiều. Ví dụ như ThinkView chúng mình nhá, thì cũng toàn quay bằng định dạng lock. Rồi sau đó thì mới cho lên máy tính để mà chỉnh màu. Chỉnh màu nó là phần rất là quan trọng nhá. Nó sẽ giúp các cảnh quay có mức độ chiều sâu là cao hơn và che đi được những cái hạn chế từ việc quay bằng điện thoại. Để mà cho dễ hiểu thì mình sẽ lấy một số những cảnh mẫu này. Các cảnh này thì cũng đều được quay từ iPhone. Lúc đầu thì nhìn có vẻ rất là bình thường đúng không ạ? Nhưng mà sau khi chỉnh màu cinematic lên ấy thì cảm tưởng như là quay từ một cái hệ thống camera chuyên nghiệp vậy. Tiếp nào. This gives you sort of carte blanche to define your own look in post-production. This new format has way more dynamic range, way more information and gives you more options. Đây, cái cảnh này nhé. Khi mà bạn xem lại cái sự kiện ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái cảnh này nó bộc lộ rất là nhiều những hạn chế của việc quay bằng điện thoại. Thì ở đây là một cảnh nó không có quá nhiều cái mức độ tương phản. Ánh sáng nó khá là chan hòa. Thì cái việc lấy chi tiết nó sẽ khó hơn. Và các bạn sẽ thấy rằng là toàn bộ chi tiết nó cứ bị bắt nét ấy và nhìn nó cứ bị phẳng ấy và nó cũng không phải là quá nét. Đây, cái cảnh lìa bằng cái cân cầu đây. Đây, cảnh này cho thấy rằng là vì sao lại phải sử dụng cái ứng dụng Blackmagic. Thì ngoài những thông số rất là chi tiết đầy đủ ra để mà giúp chỉnh setting một cách chính xác nhất mà nó còn hỗ trợ kết nối không dây với cả các thiết bị liên quan. Từ đó thì các bạn không cần phải chỉ trò trò vào màn hình nữa. Chỉ cần xoay xoay cái củ này. Và cái củ này được kết nối không dây với cả cái ứng dụng Blackmagic trên chiếc iPhone 15 Pro. Light levels, dynamic range, really figuring out how far we could push this phone. I was incredibly impressed with the quality of the footage. The first second I saw it, I literally said, this is the iPhone footage. You can treat it like... Lead Editor. Đây là bạn Lead Editor của Apple này. Trẻ nhờ. Mà mình cũng đã không hiểu rằng vì sao Lead Editor của Apple lại chơi Premiere Pro chứ không phải là Final Cut. Thì ở đây Apple sử dụng Premiere Pro để mà edit rồi sau đó cho lên DaVinci Resolve để mà chỉnh màu. Liz Olsen. An Alexa or a Venice or anything like that. So from an editing capacity, it's been easy to work with. We're getting super clean, beautiful images. The results are here by the fact that we can shoot this event video on the iPhone 15 Pro.
quay bằng iPhone và edit ở trên máy mát. Kèm theo vào đó là Pro Software và Hardware. Cảm ơn Blackmagic và BeatScript. Chất lượng đây nhỉ? Rồi, và đó là cách mà Apple đã sử dụng iPhone 15 Pro để mà tạo nên Apple Event. Xem sau video này thì các bạn có suy nghĩ gì thì hãy cùng chia sẻ phía bên dưới nhé. Còn cá nhân mình thì mình thấy rằng là về mặt ý tưởng nó rất là hay. Nó giúp cho Apple truyền tải được rất nhiều thông điệp. Và qua đây thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là những tính năng mới nhất ở trên iPhone 15 Pro cũng như iPhone 15 Pro Max hỗ trợ cho việc quay phim là tốt đến như thế nào. Ví dụ là cổng USB-C này, ví dụ như là định dạng Apple Lock này, hay là ví dụ những cái app hỗ trợ như là Blackmagic chẳng hạn. Tuy nhiên thực tế không ai lại đi sử dụng nguyên một cái dàn setup có mức giá lên đến chắc là phải vài trăm tỷ đúng không ạ? Có đến vài trăm tỷ không? Để mà hỗ trợ cho một chiếc điện thoại như vậy đúng không ạ? Rồi, và đó là những điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Hy vọng rằng là các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.